Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thập Phương Tiên Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay chúng ta tiếp tục tổng hợp của duyên hệ bài thứ 12, tổng hợp cảnh tiền sinh duyên. Trước khi bạn đến cảnh duyên ở trong đời sống bình nhật của chúng ta, thì ở đây nó chỉ phát trước người học duyên pháp phải phân định rõ ràng. Trước đây chúng ta có học về cảnh trưởng, về cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, bây giờ là cảnh tiền sinh duyên. Thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đã nói về cảnh duyên không, đã nói cảnh duyên là đủ rồi, tại sao có cảnh trưởng duyên và cảnh tiền sinh duyên nữa? Thì thưa quý vị, xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt nhau. Cảnh duyên Aramana, Aramana Pachayo, Aramana Pachayo, tức là tất cả những cái gì là đối tượng để cho tâm thấy biết suy tư, tất cả những cái đó nó trở tâm bằng cách là cảnh duyên, cho dù là cảnh danh pháp hay cảnh sắc pháp. Chúng ta thấy, nghe, ngửi, một nếm, đụng, đó là cảnh sắc pháp. Nhưng mà chúng ta suy tư về cái viễn cảnh trong tương lai, hoặc là chúng ta suy tư về cái thói đời đêm bạc, hoặc là chúng ta suy tư về cái cuộc sống vốn là vô thường, khổ, vô ngã, hay chúng ta suy tư về Đức Phật, về giáo pháp, hay là chúng ta suy tư về cái pháp thiện, pháp thiện mà chúng ta đã có, đã khởi lên, vân vân, thì cái đó thuộc cảnh danh pháp. Thì cảnh duyên tức là nói đến cảnh mà trợ cho tâm sanh đó. Đối tượng của tâm thì cảnh đó gồm có cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp. Khi mà chúng ta nói đến cảnh trưởng duyên thì chúng ta cũng nói đến cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp. Nhưng mà cảnh trưởng duyên Aramana Thipatipatiyo cảnh danh pháp, pháp nào mà nó có sự thu hút hấp dẫn, hấp dẫn được tâm, thu hút được tâm,
tâm bị chi phối mạnh hay là được chi phối một cách là kháng khích, như là tâm đạo quả, tâm siêu đạo quả siêu thế, cái tâm siêu thế ở biết cảnh niết bàn, mình gọi là cảnh trưởng, cảnh trưởng duyên, niết bàn là cảnh trưởng duyên của tâm siêu thế. Tâm siêu thế đạo quả cũng là cảnh trưởng duyên cho cái tâm động lực hợp trí nghiệp giới của bậc hữu học Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hán và bậc vô học A La Hán, khi mà các ngài xét lại đạo quả đã chứng đắc, thì cái đó là cảnh trưởng duyên đó. Còn như là phạm chúng ta cái tâm tham, khi nhớ đến cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạ, cái tâm nó thiết tha, nó say đắm, quyến luyến, thì cái này gọi là cảnh trưởng duyên thuộc bất thiện. Khi một người bố thí trì giới, đã bố thí đã trì giới rồi, nghĩ đến khi mà tùy niệm thí, tùy niệm giới của mình được thanh tịnh, được trong sạch, cái tâm quan hỷ căng khích, thì như vậy cái cảnh pháp thiện bố thí hay cảnh pháp thiện trì giới hỗ trợ cho tâm thiện khởi lên một cách là cảnh trưởng duyên. Như vậy thì cảnh trưởng duyên ở đây đó, nó là một hình thức cảnh duyên, nhưng mà cảnh trưởng duyên này đối tượng đặc biệt, nó thu hút tâm. Còn bây giờ thì chúng ta lại nói đến cảnh tỳ sinh duyên. Cảnh tỳ sinh duyên ở đây đó, đã gọi là tỳ sanh, có nghĩa là sanh trước tâm. Nếu mà cảnh sanh trước tâm, tất nhiên cảnh đó phải là cảnh sắc pháp, chứ không thể là danh pháp. Bởi vì nếu là cảnh danh pháp đó, thì nó khởi lên đồng thời với tâm. Ở tâm vừa suy nghĩ thì cảnh hiện ra, nhưng mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì cảnh đó nó luôn luôn, bởi nó thuộc về cái vật chất, đối tượng vật chất, do đó nó có trước tâm. Thí dụ như sáng chúng ta mở cửa gặp một người bạn thân đến thăm, thì hình ảnh của người bạn thân đó là cảnh sắc, thì cảnh sắc này có trước, bởi vì người bạn đó đã đứng trước cửa bấm chuông, rồi chúng ta mới mở cửa ra và chúng ta mời anh ta vào nhà. Thì như vậy anh ta, cái hình ảnh của anh ta là cảnh sắc, và mắt của chúng ta thì bắt cảnh sắc đó, thì cảnh sắc này nó có trước khi nhận thức sanh khởi, tức là đã có sẵn trước khi chúng ta thấy, do đó mới gọi là cảnh tiền sanh, chứ tiền sanh puri cha ta là sanh trước. Thì như vậy khi mà chúng ta nghe nói đến cảnh tiền sanh là chúng ta phải hiểu ở đây chỉ cho
18 sắc rõ hiện khởi trước 6 cảnh hiện tại, trợ cho 54 tâm lục giới, 2 tâm thông cùng với 50 sở phối hợp. Tại sao chỉ lấy 54 tâm lục giới thôi? Bởi vì cái tâm sắc giới thuộc tâm thiền, biết cảnh địa mục chế định, thì hãy địa mục chế định đó gọi là niệm nức tá và nhất tí, nó thuộc về tiêu biểu chế định. Do đó cho nên cái này không, cái này nó thuộc về cái pháp tục đế rồi, phải pháp chân đế, không được kể là sắc sắc pháp. Mà những cái đề mục như là xanh vàng đỏ trắng, đề mục chế định là đất là nước là lửa là gió, thì tất cả đều chế định hết. Thì cái đó chúng ta không kể, cho nên tâm sắc giới nó chỉ bắt cảnh tục đế thôi. Còn cái tâm vô sắc giới thì cũng bắt được một khi đế, vì chân đế, nhưng mà chân đế thuộc chân pháp. Về tục tục đế, ví dụ như tâm không vô vi sức thì nó bắt cảnh đề mục không vô vi, tức là đề mục hư không, không có biên giới. Nhưng mà qua đến thức vô biên thì cái thiền này nó lại bắt cái tâm cũ để làm cảnh, bắt lại cái tâm thiền đã chứng, cái thiền không vô vi xứ để làm cảnh. Thì như vậy cũng là danh pháp, cho nên không thể là sanh trước. Rồi chúng ta nói đến Niết Bàn là cảnh danh pháp. Không phải Niết Bàn có sẵn mà như là cảnh sắc cảnh thinh không phải. Mà Niết Bàn hãy khi nào chứng đạo quả thì cái đối tượng mà tâm đạo mắc cái chết tác, tâm quả có cái chết tác, mình nhận biết thì cái đó là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là cảnh danh pháp. Thì như vậy Niết Bàn phải là cảnh tiền sanh, đế không phải là cảnh tiền sanh. Ở đây chúng ta nên hiểu như vậy. Và cảnh danh pháp hữu vi không phải là cảnh tiền sanh. Mà trong khi đó tâm đấu đại và tâm siêu thế nó đều, một là biết cảnh chế định, hai là nếu biết cảnh danh pháp hữu vi, ba là biết cảnh danh pháp vô vi, tức là Niết Bàn. Do đó cho nên ba cái loại tâm này thì chúng ta không thể làm sở duyên trong cảnh tiền sinh duyên. Nó không thể làm sở duyên trong cảnh tiền sinh duyên. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến 18 sắc rõ nó thành sáu cảnh hiện tại, trợ cho 54 tâm lục giới, 2 tâm thông cùng với 50 sở hợp, trừ 2 vô lượng phần. Thì ở đây 18 sắc rõ là gì? Ôm lại chứ trước đây chúng ta có học rồi. 18 sắc rõ đó là 4 sắc đại hiển: sắc đất, sắc nước, lửa, gió, tứ đại đó. Rồi 5 sắc thần kinh: nhãn, nhĩ, nhĩ, thiệt, thân. 5 sắc cảnh giới: 2 sắc giới tính, sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực và sắc giao giới. Cái đó là 18 sắc, 18 sắc, 18 sắc rõ.
Thì ở đây đó, mười tám sắc rõ này nó thành sắc hay là thành sao? Sắc thành sắc là một một cảnh, sắc cảnh thinh là hai cảnh, sắc cảnh khí là ba cảnh, sắc cảnh vị là bốn cảnh, sắc cảnh xúc và năm cảnh. Còn nước thủy đại đó, rồi năm sắc thần kinh, hai sắc giới tính, sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực. Mười một thứ sắc đó chúng ta gọi là cảnh pháp, bởi vì không thể nhận thức bằng cái giác quan được, mà phải do cái ý thức giới đó, nó biết, nó suy tư. Chúng ta thường hay nhầm lẫn, khi mà chúng ta nhìn một người nam, chúng ta biết đó là nam tính. Nhìn người nữ, chúng ta biết đó là nữ tính, nữ giới. Nhưng mà cái gọi là nam giới, nữ giới mà chúng ta nhận thức đó, nếu mà chúng ta biết là đàn ông hay đàn bà, cái này nó biết theo cái cách tục đế. Chứ còn mà để nhận thức được thì phải do ý thức giới nên nhận hiểu, chớ không thể do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được để nhận biết. Cho nên nó cũng thuộc về, nó thuộc cảnh pháp. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân cũng vậy. Gọi là năm sắc thần kinh là cái tinh túy của bốn đại, dùng để thấy, nghe, ngửi, nếm được. Thì cái tinh túy bốn đại đó là chúng ta chỉ nhận thức qua và cái giác quan thứ sáu thôi. Nói theo vi pháp thì quý vị phải chặt chẽ như vậy. Tất nhiên ở đây có một số, đa phần chúng ta, chứ không phải một số mà đa phần chúng ta quen xài cái khái niệm tục đế rồi. Cho nên khi mà nghe nói năm sắc thực tế, chúng ta nói người ta có thể, người ta nhìn vào ánh mắt của người khác, hay là những bác nhìn tai mũi họng sâu, cái họ có thể nổ sâu cái lỗ tai, cái màng nhĩ của chúng ta được mà. Nhưng mà thứ gì, cái biết của mắt, của tai, cái tinh túy đó chúng ta khó nhận ra, chỉ bằng cái giác quan chúng ta hiểu thôi, chúng ta biết tại sao. Cũng như bây giờ thế này, một cái speaker, tức là cái loa đó, nó chỉ là một cái màn giấy thôi, màn giấy mà nó hơi hình nón á, hễ âm thanh vào ở trong đó cái nó rung lên, nó tạo, nó khuếch đại âm thanh, nó lớn. Chúng ta biết là biết như vậy, nhưng mà tại sao âm thanh nó đi vào trong đó, nó khuếch đại lên? Thì cái trường hợp này chúng ta chỉ suy nghĩ mà chúng ta biết được là nó phải là như vậy, nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta sờ mó cái âm thanh khuếch đại đó được, hay là chúng ta không thể
thấy tâm thân khổ tại đây được. Chúng ta có thấy chăng thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái loa, cái loa. Nhưng mà cái chức năng mà nó khuất đảm thân đó, thì cái chức năng đó chúng ta phải, chúng ta chỉ nhận biết bằng cái giác quan thứ 6. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là 18 sắc rõ hiện tại, 18 sắc rõ khởi sinh, nó sinh trước thành 6 cảnh hiện tại, trong đó ngoại trừ cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh thi, cảnh vị, còn lại là cảnh pháp. Cảnh pháp do là tự của giác quan, nó cũng thuộc sắc pháp, nhưng mà cảnh pháp đó như chúng tôi phân tích thì trong 18 sắc rõ nó chỉ có 7 sắc thuộc về 5 cảnh. Bị cảnh xúc mà nó có đất, lửa, gió, trạng thái cứng mềm hay nóng lạnh, hay là giãn nở, dao động thuộc gió. Còn cái nước á, thì chúng ta kể là cảnh pháp, vì nước chân đế là chúng ta không thấy, không nghe được. Đừng có nói rằng tôi nghe tiếng nước suối chảy róc rách, hoặc là từng giọt nước ở trong cái Lambobo nó rớt xuống ở trong một cái thao đựng, mình nghe cái âm thanh nước chảy như vậy đó, chúng ta nói nghe được không? Được. Nếu nói theo chân đế thì nước nó chỉ là cái trạng thái kích dính, cái trạng thái kích dính thẩm thấu. Rồi cái này chúng ta phải hiểu bằng giác quan thứ 6. Cho nên là nước nó thuộc cảnh pháp, thuộc cảnh pháp, chứ nó không nằm ở trong cảnh xúc được. Bây giờ nói cái đó thì nó nhiều rồi. Bây giờ trở lại cái vấn đề hôm nay chúng ta học tố hợp cảnh tiền sinh duyên. Cái chi pháp là sắc, sắc rõ thành cảnh trợ cho tâm dục giới. Thì cái tâm dục giới này, 54 tâm dục giới nó gồm có 3 loại tâm, tức là tâm bất thiện, tâm thiện và tâm vô ký. Do đó cho nên cảnh tiền sinh duyên theo tâm đề thiện thì có 3 câu yếu tri là vô ký, trợ vô ký, là cảnh tiền sanh đó nó trợ cho tâm vô ký quả, vô ký tốt, là vô ký trợ vô ký. Sau cảnh tiền sanh đó nó trợ cho tâm thiện, đồng thiện dục giới, thì như vậy gọi là vô ký trợ thiện. Và sau cảnh tiền sanh đó là vô ký, nó trợ cho tâm bất thiện, gọi là vô ký trợ bất thiện. Như vậy chúng ta chỉ có 3 câu yếu tri. Thì bây giờ trường hợp 5 cảnh thuộc vật chất, 6 cảnh thuộc vật chất mà nó trợ cho tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký sinh khởi, tâm thiện dục giới, tâm bất thiện dục giới, tâm vô ký dục giới sinh khởi, thì nó có 11 duyên trong giống cảnh tấu hợp. Tức là tấu hợp với cảnh tiền sinh duyên là cảnh duyên, cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, cảnh tiền sinh bất ly duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh phần y duyên, và cảnh tiền sinh duyên, và cảnh tiền sinh y duyên, và cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, và cảnh tiền sinh bất ly duyên, và cảnh tiền sinh bất tương duyên, và cảnh tiền sinh trưởng duyên. Nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta
phân tích ra chúng ta thấy nó dễ nhớ, dễ hiểu lắm quý vị, không có khó đâu. Chúng tôi nói trước rồi nói thêm lần nữa là học viên diệu pháp chúng ta có những thuật ngữ rất là chuyên môn mà chúng ta thì trong đời sống bình nhật của chúng ta thì chúng ta ít khó bao giờ, chúng ta ít khó sử dụng cái thuật ngữ đó trong cuộc sống bình nhật. Vì vậy cho nên khi chúng ta học viên diệu pháp thì nó hơi rắc rối chút xíu, là chúng ta nghe khó hiểu lắm, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ quen thôi. Bây giờ chúng ta nói duyên tố hợp theo chi pháp, trước hết là chúng ta nói cảnh tiền sinh duyên vô ký trợ vô ký. Ở đây là sáu cảnh vật chất, sáu cảnh vật chất chúng tôi tránh xài cái chữ 18 sắc rõ, sanh trước thành cảnh hiện tại, mà chúng tôi gọi chung tức là sáu cảnh vật chất, sáu cảnh thuộc vật chất. Sanh trước nó trợ cho 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố dục giới thông tố, tức là thần thông vị a la hán, cùng với 33 sống hợp. Sáu cảnh vật chất nó trợ cho tâm quả tâm tố dục giới, thì như vậy thì gọi là vô ký trợ vô ký. Trường hợp này có 8 duyên tổng hợp, vì là cảnh sắc pháp trợ cho tâm vô ký nên gọi là cảnh duyên. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh mất lưu duyên, chi pháp có y gì, tức là ba duyên trên đều có chi pháp tấu hợp với cảnh tiền sanh duyên vô ký trợ vô ký, là 18 sắc rõ sanh trước thành cảnh trợ cho 23 tâm quả dục giới, còn một tố dục giới một tâm thông tố, cùng 33 sanh hợp. Cái đó thì dễ rồi, hồi nãy giờ giảng nhiều quá, bây giờ chúng ta chỉ đổi từ thôi, thay vì cảnh tiền sanh duyên vô ký trợ vô ký, bây giờ chúng ta nói hình thức đó cũng gọi là cảnh duyên, hình thức đó gọi là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, hình thức đó cũng gọi là cảnh tiền sinh bất ly duyên. Nhưng mà rồi quý vị cũng chú ý, đã gọi là tiền sanh tức là sanh trước, tại sao mà hiện hữu? Gọi là tiền sanh, sanh trước tại sao mà bất ly? Thì ở đây xin thưa quý vị là mặc dù cảnh thì nó tiền sanh đó, nó sanh trước tâm, nhưng mà khi tâm biết thì lúc đó nó đang còn, để cho tâm biết đang còn, đang hiện hữu để cho tâm biết. Mà cái gì mà đang còn hiện hữu thì cái đó là bất ly, nghĩa là năng sở bất ly, nó không có lìa nhau. Thấy trước mắt mình muốn nhìn đồng hồ để xem giờ thì con mắt của mình nó phải có mặt đồng thời với cái mặt đồng hồ, chứ không thể nào mà cái đồng hồ chúng ta vừa cởi ra chúng ta để ở trên nóc tủ rồi chúng ta đi ra đường với cái tay không vậy chứ. Rồi chúng ta nhớ, chúng ta xem giờ bằng cách là ta nhớ cái đồng hồ để trên đó, bây giờ không biết mấy giờ rồi, chúng ta không thể là chúng ta xem được. Và thứ quý vị, còn cái duyên thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, cái duyên tấu hợp vô ký trợ vô ký với cảnh tiền sinh duyên đó, thì đây là một cảnh tiền sinh duyên, và cảnh tiền sinh y duyên, và cảnh tiền sinh hữu duyên, và cảnh tiền sinh vô duyên, và cảnh tiền sinh bất tương duyên. Khi nào mà quý vị hồi nãy chúng ta nói là cảnh tiền sinh duyên,
Rồi bây giờ nó có năm duyên tố hợp, mình nói thêm chữ vật, chữ quá thú nữa, thì quý vị nên biết rằng là trong 18 sắc rõ mà chúng tôi kể khi nãy thì có cái sắc gọi là sắc y vật, sắc y vật. Mà sắc y vật đó, đó tức là cái sắc nghiệp ở trong cái tim, cái sắc nghiệp trong trái tim này nữa. Thì khi mình làm cảnh được cho tâm là phải lĩnh được kia, cho nên cả năm duyên này đều có chi pháp tổng hợp với cảnh tiền sanh duyên ở chỗ cảnh tiền sanh vô duyên vô ký trợ vô ký là sắc y vật cận tử, tức là lúc sắp chết nó thành cảnh trợ cho mình một tâm na cảnh mười tố dục ý thức giới thông tố cùng ba ba sở hợp. Trong cái lỗ tâm mà sắp chết, cái lỗ cuối cùng của đời sống thì có cái tâm na cảnh là cái tâm mót, là vô ký. Rồi mười tâm tố dục ý thức giới là tâm của vị A La Hán. Vị A La Hán ngày sắp viên tịch đó, lúc đó ngày chánh niệm với cái nhịp đập của trái tim, chúng ta hiểu tới năm nay khi nào mà chấm dứt thì thôi, còn hả khi nào mà cái chết mình nó chưa có diễn ra đó, thì lúc đó vị A La Hán vẫn có chánh niệm. Thì như vậy tám duyên này nó trở thành cái duyên tố hợp với cảnh tiền sinh duyên vô ký trợ vô ký. Thì cảnh tiền sinh duyên vô ký trợ vô ký với tám duyên tố hợp đó, chúng ta nghe chúng ta có hiểu bởi gì sở duyên ở đây đó là tâm quả và tâm tố dục giới. Những tâm này chúng ta khó nhận biết không? Vì tâm tố dục giới là tâm của vị A La Hán, cho nên chúng ta nhận không ra, mình đâu phải là A La Hán đâu. Và nếu đó là tâm quả, là vị động lực, là vị na cảnh đó, thì chúng ta cũng không có biết được. Người nào mà họ các có một số hành giả họ tu thiền chưa hết, họ kiêu mạn, họ nói rằng là bây giờ họ có chánh niệm từng sát na. Thưa quý vị, họ nói như vậy là họ nói không thật. Người mà biết được từng sát na tâm đó là ai? Chỉ có Đức Phật mới biết, ngài mới biết rõ từng sát na tâm thôi. Ngay cả các vị A La Hán ngài cũng chưa thể nhận thức được từng sát na tâm nữa, nếu như Đức Phật ngài không nói cho biết. Từng sát na tâm đó ngài phân ra có bốn danh quận, là thọ quận, tưởng quận, hình quận, thức quận. Cái này chỉ có Đức Phật ngài phân ra, chứ nếu mà không thì thôi. Còn phàm phu chúng ta nhận cái gì khi mà chúng ta ngồi đó, bất quá là tâm thiện sinh khởi, chúng ta nhận thức, chúng ta chánh niệm được nên tâm thiện đang sanh. Tâm bất thiện sẽ khởi, chúng ta chánh niệm biết rõ là tâm bất thiện đang sanh, tâm thiện đang sanh. Chúng ta chánh niệm đến chừng đó thôi, chứ còn cái sắc na mà tâm khai ngũ môn, khai ý môn, hay là sắc na tâm tố chẳng hạn, cái tắc sắc na tâm mót, tâm na cảnh, thì những cái đó là chúng ta chịu thua. Chúng ta không có biết được, chúng ta không có phân tích được. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại nói đến cái câu yếu tri thứ hai của cảnh tiền sinh duyên là vô ký trợ cho thiện. Cảnh tiền sinh duyên mà vô ký trợ thiện
thì năng duyên là 18 sắc rõ sanh trước thành tánh hiện tại, chúng ta gọi chung và tóm tắt là 6 cảnh vật chất sinh trước. 6 cảnh thuộc vật chất sinh trước đó, nó trợ cho 8 tâm thiện giới, tâm thông thiện cùng ba ba xã hội. Bây giờ chúng ta nói cách như thế này để chúng ta hiểu. Trường hợp nào mà cảnh tiền sanh hỗ trợ cho tâm thiện dục giới để gọi là cảnh tiền sanh duyên đây. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta mắt thấy cảnh sắc, tức là hình tượng của Đức Phật, một người có lòng tin khi mắt của họ nhìn thấy cảnh sắc là hình tượng Đức Phật, hình tượng Đức Phật, thì lúc bây giờ cảnh sắc nó trợ cho cái tâm nhận thức, tức là tâm quả đó, thì nó trợ một cách vô ký, trợ vô ký bằng vật cảnh thì sinh diệt. Nhưng mà cái sắc cảnh sắc là hình tượng Đức Phật đó, mà nó trợ cho tâm thiện của mình sinh khởi, thì như vậy trong trường hợp này là gọi là cảnh tiền sanh duyên vô ký trợ cho thiện. Chúng ta phải hiểu vậy. Thì trường hợp này nó có 8 duyên tố hợp, thì khi mà 6 cảnh vật chất mà trợ cho tâm thiện bằng cảnh tiền sinh duyên đó, trường hợp này cũng gọi là cảnh duyên, cũng gọi là cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, gọi là cảnh tiền sinh hữu duyên. Do đó cho nên ba cảnh này, ba cái duyên này gọi là tấu hợp với cảnh tiền sinh duyên. Còn 5 cái duyên sau đó, tức là vật cảnh tiền sinh duyên, vật cảnh tiền sanh ý duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương duyên, thì trong trường hợp này như thế nào? Ở đây quý vị, cả 5 duyên này đều có chi pháp tấu hợp với cảnh tiền sinh duyên vô ký trợ cho thiện, là sắc ý vật cận tưởng thành cảnh trợ cho 8 tâm thiện giới, tâm thông thiện còn ba ba sở hợp. Có nghĩa là khi mà một người tu tập thuần thục, hoặc như là một vị tu đà quần, một vị tứ đà hàm, vị a la hàm, khi mà vị đó sắp chết thì cái lộ tâm cuối cùng của đời sống của vị ấy, tức là tâm động lực thiện sinh khởi, và chánh niệm với đối tượng là sắc ý vật tương tự, tức là nhiệm đập của trái tim. Chúng ta mà tu luyện đến cái mức này thì thưa quý vị là chúng ta tốt lắm rồi, bởi vì cái tâm giờ phút lâm chung mà vẫn dùng cái tâm thiện để giữ chánh niệm đối với cái sự sống còn sót lại là nhiệm đập của trái tim ấy, thì cái này gọi là tánh tiền sanh duyên vô ký trợ thiện, là người đó được cái tâm được an lạc. Khi người đó mệnh chung, người đó sẽ sanh về cái cảnh giới an lạc. Muốn luyện tập như vậy đó, thì hàng ngày người Phật tử chúng ta phải quân tập chánh niệm đối với cảnh sắc cảnh tinh. Khi thấy biết là thấy, khi nghe biết là nghe, khi ngửi biết là ngửi, khi nếm biết là nếm, khi đụng chạm là đụng chạm, khi chúng ta suy nghĩ cái gì chúng ta biết rõ đang suy nghĩ cái đó, thì như vậy mới có thể được. Còn trong đời sống bình nhật của chúng ta thì cái chuyện mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ mà khởi ra tâm thiện đó, thì thứ có thể làm được, nhưng mà cũng khó làm đối với số người nào họ không từng tu tập đó.
Thí dụ như bây giờ một chàng thanh niên, ảnh không có tu tập, ảnh đi ra đường thấy một cô gái đẹp, tự nhiên nhìn cái cảnh sắc đó, đó là cái tâm động lực của ta khởi lên là tâm thiện, là tâm tham, là tâm ái, tâm ái nên sinh khởi. Nhưng mà nếu trường hợp đổi lại một chàng thanh niên khác, mà anh chàng thanh niên đó là một người xuất gia hay là một cận sự nam mà có tu tập đó, khi mà họ đi ra đường họ nhìn cái cảnh sắc là một cô gái đẹp, họ nhìn gì thì khi nhìn như vậy họ có chánh niệm và họ chỉ thấy đó là sắc quẩn thôi, đó là một cái thân quế trượt bị già bị bệnh, cho nên cái tâm không nhiễm đắc mà bắt đầu suy xét theo cái khía cạnh gọi là vô thường khổ vô ngã, hay là suy xét khía cạnh bất tịnh của cái sắc thân đó, cảnh sắc mà anh ta gặp được. Thì như vậy giữa cái sự khác biệt giữa một người có tu tập và một người không tu tập, khi mà nhìn thấy cảnh sắc thì khi nhìn thấy cảnh sắc hay là tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, thì người có tu tập thì lúc bao giờ khi thấy nghe ngửi nếm được như vậy họ khởi lên tập thiện. Như trường hợp cậu người cái cậu em út của tôn giả Sarutta là cậu Revata chẳng hạn, trong gia đình của ngài Xá Lợi Phất thì có tất cả là 6 anh em, và tôn giả Xá Lợi Phất là huynh trưởng, thì 3 trai 3 gái, trong đó đã đi xuất gia hết 3 gái 2 trai rồi, còn lại có mình người em út là Rewata. Người mẹ của ngài mới nghĩ rằng ta có 6 người con, người vợ đi xuất gia hết trăm, bây giờ cái gia tài này để cho út nó cai quản mới được, chứ không thì mất rồi. Các bạn mới suy nghĩ bây giờ muốn kèm chừng nó lại, đừng để cho đi xuất gia nữa, thì phải cưới vợ cho nó mới được. Bà Sari bà mới cho người đi dặn hỏi, đi tìm cái người phụ nữ, một cô gái đẹp trẻ trung xứng đôi vừa lứa với Rê Bồ Tát, đem về cưới, cưới đem về. Thì trong cái ngày mà làm lễ cưới theo cái tập tục, người ta sẽ mời một ông cụ hay một bà lão ở trong dòng họ tuổi thọ cao, mời lại còn đủ đôi đủ bạn, như vậy thì nó mới may mắn, cho người đó, mời người đó lên để cầm cái bình nước rướn trên đầu tay của con dâu rể. Thì khi mà bà ngoại của chú rể được mời đến, được thỉnh đến để mà rướn nước chúc phúc cho đôi tân hôn, thì khi mà cuộc lễ đang diễn ra thì cậu rể của ta nhìn thấy bà ngoại của mình, mặc dù bà ngoại mình tốt phước là tuổi 80 rồi, nhưng mà bà ngoại với ngoại thì vẫn còn đủ đôi đủ bạn, chúc phúc phước báo nó sẽ may mắn cho đôi vợ chồng trẻ này. Nhưng mà cụ Rừng của ta nhìn khác, nhìn sang bên cạnh anh ta là một cái cô thiếu nữ trẻ đẹp như một nàng tiên, sức sống tràn đầy, đôi mắt long lanh màu da hồng hào, tóc đen nhánh,
Còn nhìn ở phía trước mặt là một bà cụ tay chân cẩm khiêu, da nhăn, chỗ đồi mồi, lưng hơi còm, cặp mắt lờ mờ, rồi lại răng chiếc còn chiếc mất bị mất sợ đi. Cho nên ta cũng suy nghĩ, ổ như vậy thì cái thân xác này nó theo thời gian năm tháng rồi cũng bị bào mòn, nó cũng suy sụp như vậy. Cái cô gái này đang đẹp như thế đó, nếu mà ta đem cưới về sống chung với nhau vài chục năm sau, ta cũng có hình thức như vậy thôi, hình dáng như vậy. Cho nên khổ ta chán do cái căn duyên của quá khứ. Cho nên khổ ta suy nghĩ đến chỗ đó, khổ ta chán, chán trước khi mà cái cô dâu nó khổ già sống. Và do vậy cho nên anh ta lập tâm là sẽ đi xuất gia theo các anh chị. Trên đường đi anh ta tìm cách giả vờ như là ngày hôm đó anh ta khó ở. Anh ta cứ thỉnh thoảng anh ta nói mọi người dừng lại để anh ta đi vào trong cái bụi rậm chút. Rồi cứ làm như thế đó thì mọi người họ cũng ngao ngán, cứ dừng lại hoài. Cho nên khi mà chờ cho mọi người có vẻ như là chán nản người ta rồi đó, thì người ta mới nói trước là thôi bây giờ đem cô dâu về nhà trước đi, tôi giải quyết xong cái bức bách của thân thể rồi tôi sẽ đi theo sau. Cái người ta bắt đầu người ta lẻn vào bụi rậm, người ta đi thẳng vào rừng gặp chư tỳ kheo và anh ta xin xuất gia. Các vị tỳ kheo hỏi có người có cha mẹ cho phép chưa, nói vậy chưa, nói vậy thì chư tăng chúng tôi không thể cho cái người mà chưa được cho phép để xuất gia. Lúc đó anh ta mới nói như vậy thì con sẽ mất đi cái cơ hội rồi, trong khi mấy người anh chị con đều xuất gia mà tới phiên con không được xuất gia. Cái hỏi vậy với anh chị ngươi là ai? Cái nói là huynh trưởng của con, tức là tôn giả Sariputta, tôn giả Xá Lợi Phật. Lúc đó các vị tỳ kheo mới nhớ ra là tôn giả Sariputta đã căn dặn về tâm trước, khi em út của con gọi đi xuất gia thì con quyền huynh thí phụ tôi cho phép nào. Chứ cha mẹ tôi là những người mà không, mẹ tôi là người Bà La Môn, không có tin Phật pháp, không cho xuất gia đâu. Thì do đó chư tăng cho xuất gia chẳng bao lâu chứng A-la-hán quả, ngài Rêu Bát Tát chứng A-la-hán quả ở trong cái rừng keo, là một vị tỳ kheo đệ nhất về cái hạnh viễn ly ở rừng sâu. Cái nhìn đó đó là cái nhìn của một bậc thiện trí. Một bậc thiện trí khi mà họ nhìn cái cảnh sắc đó thì cái cảnh sắc này thuộc về cảnh sắc sanh, cảnh thiện sanh, nó trợ cho tâm thiện sanh khởi, tức là có trí để mà quán thấy cái sự vô thường, khổ não vô ngã, bất tịnh của cái thân, của cái sắc pháp đó, để mà có cái khuynh hướng viễn ly xuất gia. Thì cái trường hợp đó gọi là vô ký trợ cho thiện bằng cảnh tiền sinh duyên và cảnh sắc. Còn vô ký trợ thiện mà cảnh tiền sinh duyên cảnh thinh thì nhiều lắm, nhiều chuyện lắm. Như mấy cái câu chuyện mà những người đi nghe Đức Phật thuyết pháp nghe xong thì họ khởi lên cái tâm thiện xin đi xuất gia, xin quy Phật pháp tăng, đúng không? Thì còn nhiều nữa, nhưng mà kể cho người bị nghe hồi là khỏi đi vào trong rung lớp Phật pháp luôn, nghĩa là tới 9-10 giờ mới xong mà. Cho nên chúng tôi dừng lại ở đây. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta đến cái trường hợp
Thứ ba đó là cảnh tiền sanh duyên vô ký trợ bất thiện, cũng là thấy nghe ngửi đếm đụng và xuyên cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thiết, cảnh bị, cảnh xúc, cảnh pháp vật chất. Nhưng mà cái cảnh vật chất đó nó lại trợ cho cái tâm bất thiện sinh khởi. Như chúng tôi nói là cái trường hợp cái cô tiểu thư, một cô tiểu thư con của bá hộ, cô đang đứng chải đầu ở trên lan can sân thượng, ở trên cái tầng trên lầu thượng, cô ta nhìn xuống đường, cô ta thấy quân lính đang giật một tên tử tù là tên tướng cướp. Nhưng mà vừa thấy mặt thì cô ta khởi lên cái tâm ái luyến, cô ta khởi lên cái tâm ái luyến, cô ta cảm thấy thương chàng đó, một cái tình thương lạ lùng lắm. Cô ta mới vào xin với cha là bỏ tiền để chuộc mạng cho anh ta. Lúc đầu bác hộ phản đối, nhưng mà sau đó vì thương gái quá cho nên bỏ tiền để mua, để chuộc mạng, đem về cưới tình thương cướp ra cho cô tiểu thư. Thì trường hợp này đó là bắt vừa thấy cảnh sắc thì tâm bất thiện sinh khởi, tức là cái tâm tham ái. Còn hoặc như trường hợp là cái nàng bị nương đó, cứ là mỗi khi nghe cái tiếng tiêu thổi trong đêm trên dòng sông của ông chàng Trường Chi, thì cô tiểu thơ cũng đem lòng quyến luyến cái người thổ tiêu. Chúng tôi chỉ nhắc đến hai chuyện, chúng tôi chỉ nhắc đến đoạn đó thôi, chứ còn nhắc nữa thì còn dài dòng. Thì khi mà thấy hay nghe mà khởi lên cái tâm bất thiện đó, thì trường hợp này cảnh sắc hay cảnh thinh đó gọi là cảnh tiền sanh vô ký trợ cho tâm bất thiện. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cảnh tiền sanh duyên vô ký trợ thì lại bị sáu cảnh vật chất, tức là 18 sắc rõ sanh trước, thịnh cảnh hiện tại trợ cho 12 tâm thiện cùng 27 sơ hợp. Trường hợp này thiện có đến 11 duyên tố hợp, không phải là 8 duyên mà là 11 duyên. Bởi tại sao? Thì vẫn là cảnh duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, chi pháp chú y vậy. Còn năm cảnh nữa là vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh hiệu duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Trong trường hợp này thì lấy sắc ý vật cận tử thành cảnh trợ cho 12 tâm bất thiện. Nhưng mà thêm ba cái duyên tổ hợp khác là vật cảnh tiền sinh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên. Thì ba này cũng là sắc ý vật cận tử vậy, nhưng mà thành cảnh tốt để trợ cho tám tâm tham. Nghĩa là có một số chúng sinh nha, giờ phút lâm chung họ tha thiết, họ bám víu với cái sự sống, họ quyến luyến cái sự sống, nuối tiếc cái sự sống, thì họ biết cái cảnh sắc cái vật đó, họ nhận thức bằng cái tâm tham, tâm tham ái, tâm lý ngại. Thì trường hợp này sắc y vật cận tử nó trở thành cảnh trưởng, nó trở thành vật cảnh tiền sinh trưởng,
nó trở thành vật ảnh cận cận y, cận y duyên cho tâm tham. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta thì nó có nhiều cái vấn đề rắc rối lắm thưa quý vị. Bởi vậy Đức Phật ngài mới dạy rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi mà thấy nghe ngửi nếm được cảnh sắc cảnh thinh kinh khích lệnh cảnh xúc và cảnh pháp, thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành cái vật đốt nóng bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Cho nên bậc trí khi mà thấy như vậy, biết như vậy mới chán, chán để rồi tìm cách giải thoát khỏi luân hồi này. Thì đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ học về hậu sinh duyên, bài số 13 của Nhật Bình ghi nhớ dùng bài số 13. Tấu hợp thường cận ly duyên, tấu hợp hậu sinh duyên. Và bây giờ thì xin mời, xin kính thỉnh đại đức Phật Tính Quang Hỷ chú Phước Bảo Trời Rừng, chúng tôi trở qua mình xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh trở về cái rừng lớp Phật pháp. Ồ, quên rồi, chúng tôi quên là chúng ta còn 30 phút nữa chúng ta mới tới 8:30, còn nửa tiếng đồng hồ nữa chúng ta mới vào rừng lớp Phật pháp của Thầy Thầm Mát. Thôi thì bây giờ cũng thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng, chúng ta còn nhiều thời gian thông thả. Nam mô Bổn Thầy.